Ngày hôm nay có hai người lính Mỹ ở bên Ukraine đang bị mất tích. Gia đình của họ đang kêu gọi chính phủ của Hoa Kỳ giúp đỡ để kiếm họ. Đây được biết hai người đến Mỹ này ở bên Ukraine đi chung với lính của bên Ukraine đấu lại nước Nga có lẽ là đã bị bắt gần thành phố Kharkiv. Đó là nằm về hướng đông bắc ở bên Ukraine. Một người tên Alex, 39 tuổi. Một người tên là Andy Hohn. Hai người này là lính của Mỹ hồi lúc trước, sau khi đó qua Ukraine để giúp đỡ cho bên Ukraine. Theo của chính phủ Hoa Kỳ nói cho biết họ đang để ý tới chuyện này. Theo ông sếp của Hoa Kỳ nói, nếu đây là sự thật, thì họ sẽ làm những gì có thể làm để giúp đỡ cho hai người lính này trở về nhà. Và cũng có một số người lính từ nước ngoài vô trong Ukraine chiến tranh với Ukraine đã bị bắt. Hai người từ bên UK qua. Theo của Nga phán cho những người này tội chết. Đổi thừa họ là lính đánh thuê. Ngày hôm nay, chính quyền của ông Joe Biden đưa ra báo cho biết họ đã chấp nhận đưa qua bên Ukraine một số vũ khí rất là lớn. Sau khi ông Tổng thống Hoa Kỳ nói chuyện với bên Ukraine ngày hôm nay, đây là bao gồm có khoảng chừng một billion dollar đồ đạc súng ống từ đại pháo gửi qua bên Ukraine. Cộng luôn những quả tiễn bắn từ xa nữa. Lần này, lần đầu tiên đưa qua những quả tiễn chuyên môn bắn những chiếc tàu. Hiện tại ngày hôm nay, Hoa Kỳ cũng báo cho biết có 60 người lính của Ukraine đã được Hoa Kỳ huấn luyện. Đó là huấn luyện cho những người lính này cách làm sao xài những quả tiễn mới sử soạn đưa qua bên Ukraine trong vòng hai tuần kế tiếp những người này sẽ trở về bên ukraine